Snorlax. Oh, Chantel. Chantel. Huwag kang dahil mo, oh. Cái đót như này nhá, nó dễ. Đánh cái bay mỏ tay luôn. Ừ, bay nó mỏ tay. Nhưng nó hiệu quả này làm gì nữa. Trưởng luôn, con này bim đấy. Không. Bim nó lâu ra lắm, đánh luôn đi. Rồi, tí rồi, chuyển được hai bên. Ok. Lan mạnh hơn là gì đó. Đánh bay mỏ tay. Trưởng nó một cái nữa là nó chết. Hay là không cần, thôi cho nó đi nhanh đi. Thôi đi nhanh thì đánh con khác. Không cần chơi trường 2. Đánh như thế cẩn thận là vẫn có thể chết đấy nhá. Bởi vì đôi khi mạng nó lag mà nó vẫn kịp thời ra trường 2. Lấy con này đánh luôn được. Cho muốn lúc một trường rồi con cho con buy stone ra. Là đủ diệt rồi. Đánh nốt từ 3 này. 3 này mạnh này. Nhưng mà 5 blood không mạnh. Vâng. Cái cần đổi con bay gun hay là bay stone này mạnh. Stone này mạnh. Không sao. Đấy, không bị mất tí nào đâu. Mình nhớ trượt thì trượt hai bên nhá. Nhớ đấy. Trượt luôn, con này beam hay sao đúng không? Không, beam xích. Ấy á. Trượt. Nó cứ đánh nó đi. Bay thì cắn mạnh mà, cắn nhanh vào. Cắn lại. Mạnh nữa. Chuyển hai bên. Xoẹt xoẹt như này này. Thế còn 47 mà đánh không nhanh là hết thời gian đấy nhá. Cắn mạnh nhờ. Bay là cắn còn gì nữa. Số nét một cái nữa rồi bay một tí nữa. Hai bên. Vẫn quên à. Đấy là con một mình con này là phải đánh xong. Thế mà đánh không xong thì phải tham mau đấy. Bởi vì ấn chưa đủ nhanh. Đừng có né nhá. Đợi ấn trưởng 3 một cái là ra luôn. Ra luôn đi. Không cần được. Chết rồi. Cái bố đánh thì không bao giờ còn 5 giây nhá. Nhưng mà con đánh thì nó bị như thế. Đổi đi không mất bây giờ. Crunch. Đánh cái con 2009 mày là để còn 5 giây. Bởi vì bay nó chưa đủ nhanh. Hai bên mà dặn mãi mà. Nhưng mà lúc đấy con cứ cầm mạng nó bị ấy. Bạn cứ kéo sang hai bên thế thôi. Đánh cái con 3001 này mà gần hết máu này. Quan cái nữa là nó chết. Cho quan luôn. Hạ nó đi. Nó sẽ chết trước. Rồi, ok. Còn con cuối. Đổi luôn đi, không mất bây giờ. Nào cũng được. Thay quan. Thay quan thì đòn nó mạnh, nhưng mà nó ra hơi chậm thôi. Nhưng không sao. Mạnh nữa, nhanh nữa, cái nhịp nhanh nữa. Cho thêm cái nữa. Khi mà nó trưởng cái là xoẹt hai bên luôn. Xoẹt hai bên. Con không kịp. Dừng lại đi. Dừng movie lại đi.